chưa? Mình đang bị kiểm tra dân số mà mình gửi tiền cũng chết hả? Xôn xao vụ người phụ nữ từng bị chồng tệ bạc nay lại bị tố giật chồng người ta khiến cộng đồng mạng hoang mang tột độ. Thời gian qua, cộng đồng mạng đã luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu cho cô gái có tên là TG, người từng bị chồng đối xử tệ bạc đến mức trên người và cả trong tâm trí vẫn còn lưu lại những vết sẹo của quá khứ. Sau một thời gian trở về quê nhà cũng như được các nhà hảo tâm giúp đỡ, thì thời gian gần đây cô gái TG đã trở lại với một diện mạo mới, cuộc sống mới, cương vị mới. Tuy nhiên, vừa qua dân mạng đã không khỏi hoang mang khi bất ngờ xuất hiện một luồng thông tin đến từ một cô gái có nickname Facebook là Lê Vi đăng hàng loạt những bằng chứng tố cô gái TG giật chồng người khác. Theo chia sẻ từ cô gái Lê Vi, trong một lần tình cờ xem qua một đoạn video trong một bữa tiệc, đã vô tình nhìn thấy được khoảnh khắc TG đang gần gũi, đụng chạm và có những cử chỉ thân mật quá mức với Dượng của mình. Ngay sau đó, cô gái Lê Vi đã nảy sinh nghi ngờ và điều tra thêm, thì đã thu hoạch được không ít những bằng chứng cho thấy rằng cô gái TG đã mập mờ với Dượng của mình. Thậm chí, cô gái còn đăng tải cả đoạn băng ghi âm được cho là TG đang hỏi thăm về chuyện tiền bạc với người Dượng. Mình đang bị kiểm tra dân số, mà gửi tiền, nó hỏi tiền ở đâu, mình đang giấu cái tiền kia, nói bạn mượn như là, còn bạn bố mình nó hỏi rồi, bạn em để mình trả chưa, tao tiền đâu rồi. Chưa dừng lại ở đó, Lê Vi còn phát hiện thêm TG không chỉ đang gian díu với Dượng của mình mà còn đang cặp kè với nhiều người cùng một lúc. Qua lời kể của người thân của nạn nhân và của những người hàng xóm láng giềng, ngay sau hàng loạt những thông tin bất lợi cho hình ảnh của mình, TG đã đăng tải đoạn video với đôi mắt đỏ hoe, đính chính rằng cô nghĩ anh ấy đã ly dị vợ nên mới cho nhau cơ hội và sẵn sàng nhờ pháp luật can thiệp nếu có ý định vu khống mình, thì ngay lập tức cô gái kia đã tung đoạn ghi âm được cho là cuộc hội thoại của Dượng kể cho TG khẳng định vợ còn thương mình, khiến dư luận thêm một lần xôn xao bàn tán. Thương mình mà nó cũng phải chấp nhận cho mình với em luôn. Cái đó là mình phải giỏi lắm á, nó mới chịu á. Nhưng mà bây giờ mình thấy nó thương mình dữ lắm. Gắn, nhưng mà tự nhiên hỏi mình câu này mình khó trả lời quá. Chắc thương hồi lúc mà mình còn nghèo á. Mình còn nghèo với tình cảm mình cho nó này nọ rồi đó. Chứ mình cũng không phải là một người giống như là đang ăn chơi vậy đó. Mình nghĩ là nó thương mình cái đó đó. Vợ của mình đó, cái gì mình thấy á, mình để ý nó cái gì á, mình muốn á, là mình nói là vậy á, cái này vậy á, mình không hết rồi, mình muốn ăn biết không, mình nói là giống như mình đi cái mình nói là cái này nấu cái này ngon á, rồi qua bữa sau là chỉ về chỉ làm cái món đó cho mình liền, thì con vợ của mình đó. Tuy những thông tin cũng như đoạn ghi âm đưa ra chưa đủ tính xác thực, nhưng vụ việc đã khiến cho cộng đồng mạng được nhiều fan dậy sóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.